Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học bên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý sư, kính lễ quý cô tu nữ. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru pê ghi ri si ca ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê bi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khét tê phum ma cha yan tu đê wa cha la tha la vi sa mê yak kha gan tha ba na ga tít than ta san ti ke yang mu mi wa ga wa cha nang sa tha vô mê su nam tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sangkhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Saranang Gacchami, Gacchami tatiyampi sangkhang saranang gacchami itipiso bhagava arahang samma sambuddho viccacana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattadeva manussanang buddho bhagavati nat thi mê sa năng an nhân bụt thô mê sa năng hoa răng ê tê na sắc cha vắt chê na hồ thu mê cha gia măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng ta đã bầm sum qua rút ta măng bụt thê yô kha li tô đô sô bụt thô ca ma tu tăng ma măng Soa kha to bhagavata thammo sandhithiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditabbo vinyuhiti natthi me saranang anyam thammo me saranang varang etena saccavat chena hotu me jaya mangalang Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng hoa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng supati panno pha ga wa tô sa wa ca sang khô u chupati panno pha ga wa tô sa wa ca sang khô nhà ya pati panno Bhagavato Savaka Sangho Sami Chipati Panno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Mi Atta Purisa Pukgala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunayyo Pahunayyo Dakkinayyo Anchalikaraniyo Anuttarang punya ketang lokasa tinati me saranang anyang
sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đuôi thóp ta măng sang khê yô kà lý tô đô sô sang khô kà mà tu tăng mà măng hoàn đà mi chê tì yăng sắp băng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình vút tha ru phăng sa ca lăng sa đà sam vút thề át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê phanh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nu khoa huệ na ham tòa sắp bê u pháp đa huệ a nê ca an ta ra ya vi vi na sam tu a se sa to sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa has sa kê đa sa sa ta sa has sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng namakara nu pha huệ na hàm tòa sắp đề u pháp đa huệ a nê ca an ta ra ya vi vi na san tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê a tha chát ta li sa sa ha sa sa kê quy sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng namakara nu pha huệ na hàm tòa sắp đề u pháp đa huệ a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sắp đề pu ra thi ma ya di sa ya sắp ta huệ ra su thi hồn tu sắp đề pu ra thi ma ya anu di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề đăng khi na ya di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề đăng khi na ya anu di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề tất chi ma ya di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề tất chi ma ya nu di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp đề út ta ra ya di sa ya sắp ta a huệ ra su khi hồn tu sắp bề út ta ra ya anu di sa ya sát ta a huệ ra su khi hồn tu sắp bề út pa ri ma ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hồn tu sắp bề hết thi ma ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hồn tu sắp bề sát ta a huệ ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a ro ga hòn tu sam pháp tỳ hi sa mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ran tu đúc kha pát ta cha nít đúc kha pha gia pát ta cha nít pha gia so kha pát ta cha nít so kha hòn tu sắp đề tì bà ni nô a ca sát tha cha phùng ma tha đề hoa na ga ma hết thi ca un nhang nô anu mô đàm tu chi răng rắc khám tu sa sa năng a ca sát tha cha phùng ma tha đề hoa na ga ma hết thi ca un nhang nô anu mô đàm tu chi răng rắc khám tu nô ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hết thi ca phun nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc hàm tu nhà ta vô
Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chiram rakkham tu panino Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chiram rakkham tu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thủ, sa thủ. Dạ thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui trong suốt thời gian học vi diệu pháp ạ. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Xin chào lớp. Vậy chúng ta hôm nay chúng ta học một phần mới trong bộ pháp tụ. Đó là phần đầu đề nghị. Là hôm trước chúng ta học phần nhị đề kinh. Thì chúng ta tức là các nhị đề mà được rút ra từ ở trong kinh Tạng. Còn phần thứ hai này là phần nhị đề kinh, tức là những nhị đề cũng có hai câu pháp mà nó nằm ở trong phần quy diệu pháp. Trước tiên là phần đọc bài. Phần đọc bài trước. Tù nhân, cái nhóm đầu tiên đó là tù nhân Hetu Gochaka. Vì xưa đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để em tập đọc ha, tập đọc để chúng ta nhớ được một ít từ ngữ thuật ngữ vi diệu pháp. Hetu số 1, Hetu Thamma các pháp nhân, na Hetu Thamma các pháp phi nhân. Số 2, Sahetuka Thamma các pháp hữu nhân. Ahetuka Thamma các pháp vô nhân. Số 3, Hetusamayutta Thamma các pháp tương ưng nhân. Hetuvipayutta Thamma các pháp bất tương ưng nhân. Số 4, Hetuchewa Thamma Sahetuka chát các pháp nhân và hữu nhân. Hetuchewa Thamma Nachahetu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Hai lần nữa. Tụ nhân Hetu Gochaka. Một, Hetu Thamma các pháp nhân, na Hetu Thamma các pháp phi nhân. Hai, Sahetuka Thamma các pháp hữu nhân, Ahetuka Thamma các pháp vô nhân. Số 3, Hetu Sambhayutta Thamma các pháp tương ưng nhân, Hetu Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng nhân. Số 4, Hetu Chewa Thamma Sahetuka chát các pháp nhân và hữu nhân. Sahetuka Chewa Thamma Nachahetu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Rồi đó, hôm nay chúng ta tạm đọc 4 nhị đề này. Trong phần tụ nhân này thì cũng có 6 nhị đề. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để chúng ta tập đọc phần nhị đề này. Cô Phúc Vị Trung mời lớp đọc bài. Dạ, dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ, xin mời Hồng Mai ạ. Con kính thưa sư, con xin đọc bài ạ. Tụ nhân hay chắc cá. Một, hê tu tham ma các pháp nhân, ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai, Sahetuka Thamma các pháp hữu nhân, Ahetuka Thamma các pháp vô nhân. 3. Hetusampayutta Thamma các pháp tương ưng nhân, Hetuvipayutta Thamma các pháp bất tương ưng nhân. 4. Hetuchewa Thamma Sahetuka cha các pháp nhân và hữu nhân, Sahetuka Chewa Thamma Nachahetu
các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ. Thưa sư, con đã đọc hết câu số 4 rồi ạ. Rồi mọi người tiếp theo đi. Dạ, xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, sẽ đọc bài. Tụ nhân hê tu gót chá cá. Một, hê tu tham ma các pháp nhân. Ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai, xá hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân. Á hê tú ca tham ma các pháp vô nhân. Ba, hê tú sam ba yút ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tú quýt ba yút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Bốn, hê tu chê quá tham ma xá hê tú ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ, thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Hoa Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Tụ nhân hê tu gót chất cá. Một, hê tu tham ma các pháp nhân. Ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai, xá hê tu ca tham ma các pháp hữu nhân. Á hê tu ca tham ma các pháp vô nhân. Ba, hê tu sam ba yút ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tu viết ba yút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Bốn, hê tu chê quá tham ma xá hê tu ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tu ca chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ, thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời chị Kim Cúc ạ. Có Kim Cúc chưa mở mic kìa. Xin lỗi. Ủa, mở mic được rồi. Dạ, xin cô xin đọc lại ạ. Nghe nghe chưa? Dạ nghe. Chưa? Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, đọc đi. Dạ, cô xin đọc lại. Tụ nhân hê tú gốc chá cá. Số 1, hê tu tham ma các pháp nhân. Ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Số 2, xá hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân. A hê tú ca tham ma các pháp vô nhân. Số 3, hê tú sam ba yút ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tú viết ba yút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Số 4, hê tú chê quá tham ma xá hê tú ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê hệ tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ, bà sư đã đọc xong. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Tụ nhân hệ tu gốc chắc cá. Một, hệ tu thầm mà các pháp nhân. Na chế na hệ tu thầm mà các pháp phi nhân. Hai, sa hệ tu cà thầm mà các pháp hữu nhân. A hệ tu cà thầm mà các pháp vô nhân. Ba, hệ tu sầm ba yút ta thầm ma các pháp tương ưng nhân. Hệ tu quýt ba yút ta thầm ma các pháp bất tương ưng nhân. Bốn, hệ tu chê quá thầm ma sa hệ tu ca chắc các pháp nhân và hữu nhân. Sa hệ tu ca chê quá thầm ma na cha hệ tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ, thưa sư, hết người muốn đọc rồi ạ. Dạ. Phùng Điệp có muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư, hết rồi ạ. Rồi, vậy chúng ta chuyển sang phần bài giảng.
Thưa sư không thấy màn hình, thưa sư. Sao lại không thấy? Dạ vẫn chưa thưa sư. Đã thấy rồi sư. Thấy là thấy trang gì? Nhị đề hữu nhân. Thấy số 2 ạ. Nhị đề số 2 mà. Sao lại không mở được cái nhị đề số 1 ta ngồi. Tức là hôm trước mình cũng học học phần nhị đề kinh, những nhị đề cũng là mỗi một nhị đề nó có mỗi một đề nó có hai câu pháp, những câu pháp đó đã được, nếu mà người ta để ý, được rút ra từ ở trong trường bộ rất là nhiều, các bài kinh trường bộ mà như là kinh Phúng Tụng chẳng hạn, cách liệt kê chi pháp, những bài kinh mà liệt kê chi pháp mà hai pháp thì chúng ta sẽ tìm thấy các nhị đề ở trong đó. Nhị đề kinh ở trong đó. Còn hai câu pháp đầu đề nhị Dukkha Matika ở trong trường hợp này đó là những chi pháp chỉ có ở trong phần vi diệt pháp, được trình bày theo vi diệt pháp rồi mình phân tích ra chi pháp. Thì trong đầu đề nhị này thì chúng ta có 100 đầu đề. Có 100 đầu đề. 100 đầu đề mà vì mỗi một đầu đề mình có hai câu pháp, cho nên mình có tất cả đó là 200 câu pháp. 200 câu pháp. Thì cái rồi mỗi một trong 200 trong 100 nhị đề này được phân thành nhóm. Thành nhóm. Ví dụ như là nhóm nhân, nhóm phiền não, nhóm lậu. Nó chia ra thành từng nhóm từng nhóm. Rồi mỗi một nhóm như vậy có một số nhị đề, một số nhị đề. Ví dụ như ở cái nhóm đầu tiên đó là tụ nhân, hữu tố quý cá. Thì trong tụ nhân này thì chúng ta có 6 nhị đề. 6 nhị đề. Thứ nhất đó là nhị đề nhân. Thứ hai đó là nhị đề hữu nhân. Thứ ba đó là nhị đề tương ưng nhân. Thứ tư là nhị đề nhân hữu nhân. Thứ năm đó là nhị đề nhân tương ưng nhân. Và thứ sáu đó là nhị đề phi nhân hữu nhân. Các nhị đề nào mà nó liên quan đến nhân thì nó được gom lại trong cái tụ nhân này. Trong cái tụ nhân này. Vậy thì ở trong nhóm đầu tiên này em có 6 nhị đề. Thì 6 nhị đề nó có 12 câu pháp. Có 12 câu pháp. Giờ hôm nay chúng ta học cái nhị đề đầu tiên đó là nhị đề nhân. Nhị đề nhân. Phần nhị đề nhân thì giờ chúng ta có nhị đề nhân hê tô đúc cá thì chúng ta có hai câu pháp. Đó là hê tô tham ma, các pháp nhân. Nó hê tô tham ma, các pháp phi nhân. Đây cái chữ hê tô tham ma thì ở đây chữ hê tú, hê tú, hê tú, rồi nó được chia ở số nhiều, nó hê tu hoặc là hê tu ní là các pháp nhân. Câu dưới thì nó có thêm chữ nát thôi, các pháp phi nhân. Thì đó là hai câu pháp của nhị đề nhân.
Bây giờ chúng ta sẽ xem nếu ai có sách sẵn, chúng ta sẽ lật ở trang 277 để chúng ta xem coi ở trong chánh tạng này giải thích như thế nào về cái nhị đề nhân này. Đây này. Cái phần đầu tiên này á, vì cái phần này là nó liên quan đến đến cái phần nhân thiện, cả nhân bất thiện rồi nhân vô ký. Cho nên cái phần đầu tiên này á, thì trong chú giải giải trong chánh tạng lại giải thích cho chúng ta hơi dài một tí, nhưng mà chúng ta cứ đọc đọc để mình ít nhất là chúng ta mỗi một lần học như vậy thì chúng ta đọc được một lần ở trong chánh tạng. Còn không thì chân suy nghĩ chắc cũng ít có người đọc tạng kinh, thì nhiều khi còn có nhiều người đọc, chứ tạng quy diệt pháp thì ít người đọc, nhiều khi đọc cũng không có hiểu cho nên rất ít người đọc. Giờ ai có đọc cái trang đầu tiên dùm sư tia, trang 277, đọc cái phần nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si ha, từ trên xuống tới hết phần đó. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Rồi. Dạ thưa sư, phần tụ nhân. Thế nào là các pháp nhân? Tức ba nhân thiện, ba nhân bất thiện, ba nhân vô ký, chín nhân dục giới, sáu nhân sắc giới, sáu nhân vô sắc giới, sáu nhân siêu thế, 690. Ở đây thế nào là ba nhân thiện? Vô tham, vô sân, vô si. Ở đây thế nào là vô tham? Pháp nào là sự không tham muốn, không tham đắm, trạng thái không đắm nhiễm, không tham luyến, không quyến luyến, trạng thái không quyến luyến, sự không tham ác. Vô tham là căn thiện. Đây được gọi là vô tham. Ở đây thế nào là vô sân? Pháp nào là sự không phiền giận, không hờn giận, thái độ không hờn giận, sự hài hòa, cách hài hòa, thái độ hài hòa, sự thân mật, cách thân mật, thái độ thân mật, tìm lợi ích, xót thương, không sân ác, không sân độc, vô sân là căn thiện. Đây được gọi là vô sân. Ở đây thế nào là vô si? Trí hiểu sự khổ, trí hiểu tập khởi của khổ, trí hiểu sự diệt khổ, trí hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khổ, trí hiểu quá khứ, trí hiểu vị lai, trí hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trật pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là vô si. Cái này sao giống hôm trước học quá. Dạ thưa sư, đây rồi. Và đây là ba nhân thiện. Rồi mọi người tiếp theo đọc và ba nhân bất thiện. Có ai có sách nữa không? Dạ con thưa sư, con đọc. Rồi. 691. Ở đây thế nào là ba nhân bất thiện? Tham, sân, si. Ở đây thế nào là tham? Pháp nào là sự tham luyến, tham đắm, vương vấn, thỏa thích, vui thích, hoan hỷ, ham muốn, say mê, quyến luyến, ràng buộc, trói buộc, dính líu, nhiễm đắm, khát vọng, ảo vọng, sản sanh, xuất sanh, ái dệt, ái võng, ái hà, khát ái, ái thằng, ái tỏa lan, trữ tình, tình bạn, nguyện cầu, dẫn sanh hữu ái, ái xâm lâm, ái mật lâm, ái thân tình thương, lưu luyến, kết buộc,
ước muốn, sự mong mỏi, muốn sắc, muốn thinh, muốn hương, muốn vị, muốn xúc, muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn sống, mộng ước, mơ mộng, tham cầu, thái độ tham muốn, sự tham muốn, mê mẩn, mong điều tốt, luyến phi pháp, tham bồng bột, tham vọng, ước vọng, hoài vọng, hoan lạc, vọng cầu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái sắc, ái phi sắc, ái đoạn diệt, sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, bộc lưu, kiết phược, kết, thủ, chứng ngại, cái, mái che, ngục tù, tùy phiền não, tùy miên, xâm nhập, ái thần, vật dục, cội khổ, nhân khổ, nguồn khổ, bẫy ma, lưỡi câu ma, ma cảnh, ái như sông, ái như lưới, ái như xích, ái như biển, tham ác, tham là căn bất thiện, đây được gọi là tham. Ở đây thế nào là sân? Sanh hiềm khích, nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta. Sanh hiềm khích, nghĩ rằng nó đang làm bất lợi cho ta. Sanh hiềm khích, nghĩ rằng nó sẽ làm bất lợi cho ta. Sanh hiềm khích, nghĩ rằng nó đã làm bất lợi đến người thân, người thương của ta. Trùng. Nó đang làm bất lợi, chấm chấm trùng. Nó sẽ làm bất lợi đến người thân, người thương của ta. Sanh hiềm khích, nghĩ rằng nó đã làm lợi cho kẻ thù, kẻ nghịch của ta, chấm chấm trùng. Nó đang làm lợi, chấm chấm trùng. Nó sẽ làm lợi cho kẻ thù, kẻ nghịch của ta. Hoặc là sanh hiềm khích trong sự vô lý. Giáo pháp nào như vậy là sự hiềm khích của tâm, thái độ phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, giận hờn, tức giận, nóng nảy, ám hại, quyết hại, sự sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản đối, hung dữ, lỗ mãng, sự bất bình của tâm, đây được gọi là sân. Ở đây thế nào là si? Sự không hiểu trong khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai, không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là sự không biết, không thấy, không lãnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần, không xét đoán, không phản kháng, không phản tỉnh, thiếu trí, khờ khạo, không tỉnh giác, si, si mê, si ám, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt, si là căn bất thiện, đây được gọi là si. Vậy đây là ba căn bất thiện. Dạ. À, các ai đọc tiếp phần nhân vô ký, ba nhân vô ký. 692. Ở đây thế nào là ba nhân vô ký? Vô tham, vô sân, vô si, từ nơi quả dị thục của các pháp thiện, hay trong các pháp vô ký tố, đây là ba nhân vô ký. 693. Ở đây thế nào là chín nhân dục giới? Của ba dục giới hết. Đọc không thưa sư? Thì tính cho ai đọc thay đổi, có ai còn sách không? Dạ, để con đọc cho sư. Rồi. Đây, 92. Ở đây thế nào là ba nhân vô ký? Vô tham. 693 đi. 3, dạ, 693. Ở đây thế nào là chín nhân dục giới? Ba nhân thiện, ba nhân vô ký, ba nhân bất thiện. Đây là chín nhân dục giới. Ở đây thế nào là sáu nhân sắc giới? Ba nhân thiện, ba nhân vô ký, đây là sáu nhân vô sắc giới. Ở đây thế nào là sáu nhân vô sắc giới? Ba nhân thiện, ba nhân vô ký, đây là sáu nhân vô sắc giới. Ở đây thế nào là sáu nhân siêu thế? Ba nhân thiện, ba nhân vô ký, đây là sáu nhân siêu thế. Ở đây thế nào là ba nhân thiện? Vô tham, vô sân, vô si. Ở đây thế nào là vô tham? Pháp nào là sự không tham muốn, không tham đắm, trạng thái không nhiễm đắm, không tham luyến, không quyến luyến, trạng thái không quyến luyến,
Sự không tham ác, vô tham là căn thiện, đây được gọi là vô tham. Ở đây thế nào là vô sân? Pháp nào là không phiền giận, không hờn giận, thái độ không hờn giận, trùng, không sân ác, không sân độc, vô sân là căn thiện, đây được gọi là vô sân. Ở đây thế nào là vô si? Trí hiểu sự khổ, trí hiểu tập khởi của khổ, trí hiểu diệt khổ, trí hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, trí hiểu quá khứ, trí hiểu vị lai, trí hiểu quá khứ vị lai, trí hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc xảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi đạo liên quan đạo, đây được gọi là vô si và đây là ba nhân thiện. Đọc tiếp lên còn tí nữa hết. Ở đây thế nào là ba nhân vô ký, vô tham, vô sân, vô si, từ nơi quả dị thục của pháp thiện, đây là ba nhân vô ký. Dạ hết. Em tí nữa. Thế là các pháp phi nhân luôn đi. Đây là sáu nhân siêu thế và đây là các pháp nhân. Thế nào là các pháp phi nhân? Ngoại trừ những pháp ấy, còn lại các pháp thiện, bất thiện, vô ký thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, tức thọ uẩn, trùng, tức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới. Đây là các pháp phi nhân. Rồi, được rồi, cảm ơn. Thì đó là Phật Ngài giải thích ở trong chánh tạng liên quan đến nhân. Cách trình bày liên quan đến nhân. Thật ra là nói, nếu mà chúng ta đọc chúng ta không để ý thì chúng ta thấy cái gì đâu mà ba nhân, sáu nhân, rồi chín nhân. Nhưng mà thật chất là sao? Cộng qua cộng lại thì nó chỉ cho sáu nhân đó thôi. Sáu nhân đó thôi, tức là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Nó chỉ có sáu nhân đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta nghe phần giải thích thêm một tí liên quan đến nhân, đó là Heto Thamma, các pháp nhân. Thì ở đây chúng ta liên quan đến nhân, chúng ta có bốn trường hợp. Bốn trường hợp, đó là nhân nhân, Heto Heto. Thứ hai là nhân duyên, Paccaya Heto. Thứ ba đó là trí thượng nhân, Uttama Heto. Và thứ tư đó là phổ cập nhân, đó là Sathana Hetu. Đó là khi mà nói đến nhân thì nó có bốn loại nhân như thế này. Thì cái chữ Heto Thamma, các pháp nhân ở trường hợp này đó, thật ra chỉ cho là nhân nhân hay là nhân tương ưng, là Hetu Hetu hay là Hetu Samyutta. Hetu Samyutta. Thì tức là cái nhân nhân ở trong trường hợp này nó là chỉ cho cái nhân mà nó là cái gốc rễ để các thiện pháp và các bất thiện pháp nương vào đó để mà nó phát triển. Phát triển thì cái đó người ta gọi nó là nhân nhân. Nhân nhân. Còn cái nhân duyên Paccaya Hetu ở đây đó là pháp mà hỗ trợ cho pháp khác sanh khởi, thì người ta gọi nó là nhân duyên. Ví dụ như là sắc đại hiển, tức là đất nước rồi gió, nó hỗ trợ cho các pháp, các sắc y sinh sanh khởi, thì người ta gọi nó là nhân duyên. Nhân duyên. Hoặc là thí dụ như là nhãn thức là chỗ nương, sắc thần kinh nhãn, xin lỗi, sắc thần kinh nhãn là chỗ nương để cho nhãn thức sanh khởi, hay là sắc thần kinh nhĩ là chỗ nương
để nhị thức sanh khởi, sắc kinh tỷ là chỗ nương để tỷ thức sanh khởi, vân vân. Thì ở trong cái nhân mà hỗ trợ như vậy người ta gọi nó là nhân duyên. Thứ ba đó là trí thượng nhân, Uttamahetu. Trí thượng nhân ở đây là chỉ cho nhân chính để tạo ra một cái quả nào đó. Ví dụ như là người có tuổi thọ ngắn, như ở trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, Phật ngài nói đó là người có tuổi thọ ngắn là do cái nghiệp sát sinh. Rồi người có tuổi thọ dài là có cái nghiệp do là không có phạm cái nghiệp sát sinh. Thì cái nhân chính của nó là như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó sao? Nó còn có những nhân thù khác. Ví dụ như là nếu mà mình không, mình sanh làm người mà mình không chịu ăn uống thì mình cũng phải chết. Tuổi thọ và ăn uống không đầy đủ thì cái tuổi thọ mình cũng không có dài được. Nhưng mà cái nhân chính để mình có được tuổi thọ đó là do cái nghiệp mà chúng ta không có sát sanh. Hoặc là cái người có tuổi thọ ngắn thì do cái nghiệp sát sanh nó cho quả. Vì vậy thì cái nhân chính để tạo ra một cái quả nào đó, một cái quả nào đó người ta gọi nó trí thượng nhân. Còn mấy cái phụ thì người ta không tính, người ta chỉ nói cái chính ở đây thôi. Thứ ba, thứ tư nó là gọi là phổ cập nhân, sa thanh á hi tú, tức là nói về trường hợp phổ thông, giống như là vô minh duyên, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ não. Thì cái cách mà duyên như vậy người ta gọi nó là phổ cập nhân, tức là chỉ ra những trường hợp phổ thông. Trường hợp phổ thông thì đó là bốn loại nhân. Nhưng mà ở trong phần chữ hetu thamma lúc nãy thì giống như nói lúc nãy thì nó chỉ có nó chỉ cho là cái chữ nhân nhân, là nguồn gốc, là cội rễ để cho các thiện pháp hoặc là bất thiện pháp nó phát triển. Nhân nhân thì nhân nhân ở đây đó là nếu mình chia theo tốt và xấu thì nó đúng ra là nó chỉ có hai trường hợp, đó là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Ba nhân thiện và ba nhân bất thiện, nên là ba nhân bất thiện đó là nó là nguồn gốc, là cội rễ để cho các bất thiện pháp sanh khởi. Các bất thiện pháp nương vào đó để nó sanh khởi. Còn ba nhân thiện đó là ba nhân làm nguồn gốc, là cội rễ để cho các pháp thiện nó sanh khởi. Sanh khởi. Thì ba nhân bất thiện ở đây đó là nhân tham, nhân sân, nhân si. Thì chúng ta để ý trong chánh tạng lúc nãy đó, nếu mà ai đó chúng ta muốn giải thích về cái chữ tham thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các từ ngữ ở trong trường hợp giải thích đó là như thế nào là tham. Thì ở đây trình bày một loạt các từ ngữ liên quan đến tham. Cho nên thường thì sư ví dụ như là khi nói về tham thường chúng ta chỉ nói cái nghĩa ngắn gọn gì, tham tức là sự dính mắc, sự
Sư sư không nghe tiếng sư. À, chắc sư bị rớt mạng rồi. Sư rớt mạng rồi. Chắc sư bị rớt mạng rồi. Sư bị rớt mạng. Dạ thưa sư, không có nghe tiếng sư. Con không có nghe được tiếng của sư. Chân ơi, chân gọi cho sư đi, chân. Nhiều khi sư không hay. Dạ dạ, anh đang gọi. Nó bị cúp điện, nhảy CP, có lại rồi, chờ một lớp chờ sư xíu. Hôm nay ở chùa mình đang sửa cho nên nó bị chạm điện ở đâu đó, nó bị cúp điện, nó bị cái CP nó bị chạm điện cái là nó bật xuống ngoài.
Anh biết nói tới đâu không biết. Dạ, nói đến ba nhân thiện nhỉ. Thì ba nhân bất thiện đó thì nó có ba nhân bất thiện đó thì nó có trong trong các tâm bất thiện thôi, là vì nó là nguồn gốc hay là gốc rễ để cho các tâm bất thiện sanh khởi và phát triển. Còn ba nhân thiện thì đó là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì tương tự ở trong chú giải, trong chánh tạng thì tại từ cái phần đầu đề tam, đầu đề nhị thì ở trong chánh tạng thường đó là trình bày đó là phần phần thiện trước rồi bất thiện sau. Nhưng mà chúng ta học theo ở trong Thắng Pháp Tập Ý Luận á, thì ngài Anuruddha ngài sắp xếp đó là bất thiện trước rồi mới thiện sau. Cách trình bày thường của các vị giảng sư sau này đó cũng thường trình bày đó là bất thiện trước rồi tới thiện sau. Bất thiện trước rồi thiện sau. Để khi mình hiểu được bất thiện rồi á, thì cái nào mà ngoài cái bất thiện đó thì ra nó thuộc về thiện. Thì tương tự đối với cái nhân vô tham, nhân vô sân, vô si á, thì chúng ta xem cái cách giải thích ở trong chánh tạng á, tức là nó cũng được sử dụng bằng nhiều hình thức từ ngữ, nhiều hình thức từ ngữ khác nhau. Thì khi mà chúng ta muốn giải thích rộng về chữ vô tham, vô sân, vô si á, chúng ta cũng có thể lấy các từ ngữ này để mình giải thích cho nó. Thì thật ra các từ này nó có nghĩa gần giống nhau, tức là nó liên quan. Thí dụ như tâm tham thì các từ ngữ nó thường nó được trình bày nó trong cái ý nghĩa đó là có cái tính đó là dính mắc, có tính dính mắc. Còn sân thì thường có cái nghĩa đó là hủy diệt đối tượng. Còn si tức là không có trí tuệ, thì ngược lại đó là vô tham, không có sự dính mắc, vô sân, đó là không có muốn hủy diệt đối tượng. Rồi vô si đó là có trí tuệ. Thường vậy, nếu mà chúng ta để ý ra các từ ngữ đó, nó thường liên quan đến cái khuynh hướng đó. Thì nãy ở trong chánh tạng trình bày cho mình đó là ba nhân thiện. Thì ba nhân thiện ở đây chúng ta có đó là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Rồi ba nhân bất thiện đó là nhân tham, nhân sân, nhân si, ba nhân vô ký. Thật ra đó là ba nhân vô ký ở đây nó là ba nhân thiện, tức là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng vì các tâm này, các nhân này nó có mặt ở trong tâm vô ký, tức là có mặt ở trong tâm đại quả, tâm quả hợp trí và tâm tâm tố hợp trí. Xin lỗi, tâm quả quả tương ưng nhân và tâm tố tương ưng nhân, thì người ta gọi nó là tâm vô ký. Tâm vô ký. Rồi bây giờ mình có cái nhân ba nhân vô ký, nhưng mà thật ra là sao, nó là vẫn là vô tham, vô sân, vô si, giống như là nhân thiện. Rồi chín nhân dục giới. Chín nhân dục giới là kể gì? Chín nhân dục giới tức là trong 54 tâm dục giới đó thì 12 tâm bất thiện thì nó có ba nhân bất thiện. Rồi 24 tâm dục giới tình hảo còn lại, tức là tâm thiện, tâm tố và tâm quả dục giới tình hảo. Thì tâm thiện dục giới tình hảo thì nó có ba nhân. Tâm vô ký dục giới tình hảo nó có ba nhân, thì nó cộng lại đó là
là thành là tâm dục giới có chín nhân. À, tâm dục giới có chín nhân nữa, kể theo ba trường hợp, kể theo thiện, bất thiện và vô ký. À, có chín nhân. Rồi à, sáu nhân sắc giới. À, sáu nhân sắc giới cũng kể là tức là ba nhân thiện. À, các nhân nào có mặt trong tâm thiện sắc giới thì nó là ba nhân. Rồi à, ba nhân thiện có trong tâm quả và tâm tố thì à, các loại đó là tâm vô ký, cho nên nó trở thành là nhân vô ký. À, đó là sáu nhân vô ký ở sáu nhân ở sắc giới. Rồi à, tương tự với sáu nhân vô sắc giới cũng vậy, tức là vô tham vô sân vô si có mặt ở trong tâm thiện thì nó là ba nhân thiện. Vô tham vô sân vô si có mặt trong tâm quả và tâm tố vô sắc thì nó là nhân vô ký, đó là sáu nhân. À, rồi sáu nhân siêu thế thì trong tâm thiện siêu thế hay ta tâm đạo siêu thế mình có ba nhân thiện. Rồi tâm trong ba nhân thiện này khi mà nó có mặt trong tâm quả siêu thế thì nó trở thành là nhân vô ký. À, có ba nhân vô ký và ba nhân thiện thì nó trở thành là sáu nhân. Thì đó là cách trình bày trong chân tàng là trình bày theo vậy. À, nhưng mà thật chắc nếu mình phát hiện ra lại, thật ra nó chỉ có sáu nhân, tức là ba thiện và ba bất thiện. À, ba thiện và ba bất thiện. Về chi pháp. À, chi pháp. Chi pháp ở đây nó là tức là cái chi pháp nào nó đóng vai trò là cái nhân đó. À, pháp thực tính nào nó đóng vai trò là cái nhân đó thì cái đó là chi pháp. À, thì ở đây mình có là bất thiện thì mình có gì? Tham sân si thì nó sẽ thì nó có ba tâm sở tương ứng với ba nhân thiện này, đó là tâm sở tham, tâm sở sân, ba tâm sở si. À, thì nó đóng vai trò đó là ba nhân bất thiện. Rồi tương tự ở nhân thiện thì mình có là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham thì vô tham thì mình có là tâm sở tính niệm tàm ví. Vô tham vô sân tính niệm tàm ví, vô tham vô sân Trung Hoa hả, tức là mình có tâm sở vô tham, tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si là ba nhân bất thiện. À, là chi pháp của ba nhân bất thiện. Rồi à, tâm sở vô tham, tâm sở vô sân và tâm sở tài quyền. À, tâm sở tài quyền là chi pháp của ba nhân thiện. À, ba nhân thiện thì à, đó là chi pháp của các pháp nhân. À, các pháp nhân như vậy thì mình có sáu chi pháp, đó là tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si và tâm sở vô tham, tâm sở vô sân và tâm sở tịch quyền. À, tại nó tên của nó là vô si, nhưng mà thực chất là trong tâm, tại ở trong tâm sở nó có tâm sở là tâm sở vô si, cho nên là nó chỉ có đó là tâm sở tài quyền. À, nó đóng vai trò, à, đóng vai trò là vô si, tức là tại ở trong vô si nãy chúng ta thấy giải thích gì, à, không biết về sự khổ, về sự tập khởi của khổ, về sự diệt khổ, về con đường đưa đến sự diệt khổ, thì chúng ta thấy là sao? Cái chữ xin lỗi, biết được sự khổ, sự tập khởi của khổ, rồi con đường đưa đến sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, thì chúng ta thấy là cái cách giải thích của chữ si và bu si á, nó giống như là chữ minh và bu minh. À, chữ minh và bu minh. Dạ. Yeah. Vô minh thì vô minh đó là không hiểu biết về khổ, vì sự tập khởi của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Và ngược lại minh thì là biết được khổ,
sự tập khởi của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là mình nói về hàng, nói giới hạn nó trong trong tứ đế. Dạ. Nhưng mà trong này thì con giải thích nhiều hơn, nhiều trường hợp hơn. Dạ, nhiều trường hợp hơn. Dạ. Thì đó là cái câu pháp thứ nhất. Câu pháp thứ hai thì các pháp nào ngoài các pháp nhân thì nó là phi nhân. Như vậy thì mình chỉ trừ gì? Cái pháp thực tính á. Tức là học cái phần này chúng ta ý là chúng ta tính nó hai phần. Tính nó chỉ nói đề cập đến phần pháp thực tính, đó là tâm sở, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. À, sắc pháp và niết bàn. Thì ở đây lúc nãy là trong phần pháp nhân á, là mình đã lấy đó là sáu tâm sở. Sáu tâm sở thì nó làm nhân để cho thiện pháp và bất thiện pháp nương nhờ và phát triển. Còn ở tâm đạo, tâm quả thì tâm tố và tâm quả, tâm quả thì nó làm việc tục sinh. Còn ở trường hợp tâm tố là bậc thánh A La Hán, nhưng mà nó vẫn là chỗ nương để các, tại vì nó phải có là nhân vô tham, vô sân, vô si đóng vai trò là nhân vô ký. À, để các pháp khác nó nương vào đó nó sanh khởi. À. Ở đây đó là các pháp phi nhân thì người ta nói là tất cả pháp chân đế ngoài các pháp thuộc sáu nhân. Thì tất cả ở đây là gì? Mình có gì? Tất cả ở đây là mình có gì? 121 tâm thưa sư. 121 tâm. Rồi 46 tâm sở. 40, tại nãy mình bỏ, mình có 52 tâm sở, bây giờ mình bỏ 6 tâm sở ra. Thì dạ, mình còn lại đó là 46 sở. 46 tâm sở. Rồi gì nữa? 28 sắc pháp và niết bàn. Pháp và niết bàn thì đó là các pháp phi nhân. À, thì nó có hai cách mà mình liệt kê. Cái cách này là cách người ta nói ngắn gọn, đó là các pháp phi nhân có chi pháp là tất cả pháp chân đế ngoài các pháp thuộc sáu nhân. Thì mình có thể viết lại một cái cách khác để mình dễ nhớ hơn, đó là gì? Các pháp phi nhân có chi pháp là gì? 121 tâm, rồi 46 tâm sở, trừ tham sân tâm sở, từ tham sân si, vô tham vô sân vô si và tài quyền, 28 sắc pháp và niết bàn. À, mình có thể biết cái cách khác để mình nhìn vào mình biết liền. À, còn cái cách biết này nhiều khi mình nhìn nhớ, nhiều khi mình không nhớ mình kể không được. À, viết chung chung như vậy nhiều khi mình không nhớ mình kể không được, hoặc là mình không có hiểu rõ mình kể không được. À, thì để dễ cho mình đó, mình cứ liệt kê thẳng vào thì cho dễ. Tức là 121 tâm, 28 sắc pháp, 46 tâm sở, trừ 6 tâm sở làm nhân, đó là tham sân si, vô tham vô sân, rồi tài quyền, rồi 28 sắc pháp và niết bàn. À, là như vậy thì với cái phần thứ hai mình cần để ý, đó là sau khi mình tìm hiểu ý nghĩa, tìm hiểu về chi pháp xong, thì trong cái phần này á, nó còn có thêm cái tên gọi của mỗi một nhị đề. À, tên gọi của mỗi một nhị đề thì trong phần tên gọi này mình có hai phần. Nếu mà nhị đề, ví dụ như là một nhị đề có hai câu mà người ta lấy tên của câu số 1 hoặc là câu số 2 để đặt tên cho nhị đề, thì cái nhị đề đó người ta gọi là nhị đề chiết bán, tức là lấy một phần của nhị đề để đặt tên. Dạ. Ví dụ ở trong trường hợp này đó là nó là nhị đề nhân. Nó là nhị đề nhân chứ thật ra là sao? Trong câu pháp đó là có các pháp nhân và các pháp phi nhân.
Như vậy cái chữ nhân mà để tên cái nhị đề ở đây á, rõ ràng là sao? Lấy theo cái câu 1. À, cho nên người ta gọi nó là chiếc bang. Cái phần thứ hai đó là nó sẽ vô dư hoặc là hữu dư. Vô dư tức là lấy hết tất cả các pháp chân đế. Còn vô dư tức là hữu dư tức là lấy một phần nào đó các pháp chân đế thôi. Thì ở trong nhị đề này á, vì mình lấy tất cả các pháp chân đế, tức là cái câu pháp thứ nhất là mình lấy sáu tâm sở, cái câu pháp thứ hai đó là mình lấy 46 tâm sở còn lại, rồi 121 tâm, 28 sắc pháp và niết bàn. Cho nên cái nhị đề này nó là người ta gọi nó là vô dư, chiết bán và vô dư. À, thì cũng có nhị đề đó là nó là chiết bán là hữu dư, do vậy nó cũng có. À, thì đó là nhị đề đầu tiên. À, nhị đề đầu tiên thì học đến cái phần này đó, nó đòi hỏi là chúng ta phải nhớ hết các chi pháp này. À, các chi pháp trong cái bản niên này. À, ví dụ như là người ta nói là tham sân si, vô tham vô sân, vô si tệ quyền, nó nằm ở đâu? Rồi 12 tâm bất thiện nằm ở đâu? 24 tâm dục giới tình hảo nằm ở đâu? 15 tâm sắc giới ở đâu? 12 tâm vô sắc giới ở đâu? 20 tâm quả si thế ở đâu? 20 tâm đạo si thế ở đâu? 20 tâm quả si thế ở đâu? Là mình phải nhớ nó hết. À, 28 sắc pháp và niết bàn. Đó là cái kiến thức căn bản mà mình học ở trong Thắng Pháp Tập Yêu Luận. Thật ra là ở trong bộ pháp tụ này cũng nói về phần đó, nhưng mà vì cái phần đó là mình đã học phần trong cái phần Thắng Pháp Tập Yêu Luận rồi, cho nên bây giờ mình không có nhắc lại nó. Nếu các tử nào mình có nghe lại thì để hiểu được phần này thì bắt buộc đó là chúng ta phải có cái phần căn bản, đó là phần Thắng Pháp Tập Yêu Luận. Tại ở đây mình đã học trong chánh tạng, là mình học vào các đầu đề này rồi, nên mình không có liệt kê. Thí dụ như là tâm tham có mấy thứ, rồi tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả gì đó, nói cái đó nữa, cái đó nó qua rồi. Chỉ cái nào cần nhấn mạnh cái vấn đề gì đó người ta mới đề cập đến nó thôi. Còn không thì người ta chỉ đề cập chi tiết như vậy, khái quát như vậy. Khái quát như vậy. Còn ai chưa nhớ mình cố gắng mình học để mình nhớ lại các chi pháp, để người ta nói mình dễ hiểu. Thì đó là cái nhị đề đầu tiên. Chỉ có nhị đề đầu tiên nó hơi dài một tí thôi, còn các nhị đề còn lại thì nó sẽ đơn giản hơn. Tại cái bài đầu tiên, cái bài đầu tiên thì ngay cả trong sách này cũng trình bày cho chúng ta dài ra. Rồi nãy mình học đó là mình học nhị đề nhân. Nhị đề nhân thì mình có hai câu pháp, đó là các pháp nhân và các pháp phi nhân. Bây giờ chúng ta học nhị đề thứ hai, đó là nhị đề hữu nhân. Nhị đề hữu nhân thì nhị đề hữu nhân mình cũng có hai câu pháp, đó là câu pháp số 3, số 4. Sa hê tô ca tham ma, các pháp hữu nhân. A hê tô ca tham ma, các pháp vô nhân. Thì thí dụ như là bây giờ chúng ta chỉ đọc nhị đề như vậy thì chúng ta sẽ biết, chúng ta có thể là đặt tên được cái nhị đề một phần trước. Tức là cái nhị đề này á, cái tên chung của nó là, cái tên của nhị đề này á, ở đây là nó là nhị đề hữu nhân. Thì chúng ta thấy là cái chữ hữu nhân á, nó chỉ dành cho cái câu pháp thứ nhất thôi, cho nên chắc chắn tên của nhị đề này đó là nhị đề chiết bán. Còn muốn biết là hữu dư hay là vô dư thì chúng ta phải tính chi pháp xong thì chúng ta mới có được cái chữ vô dư hoặc là hữu dư. Sư không có thấy cái bài, chỉ có thấy cái bản bi dự, bản nêu bi dự pháp mà sư. Nãy giờ không có. Tưởng nó trình chiếu rồi chứ. Đây phần nói nãy giờ.
nãy rưỡng là trình chi rồi, cái nhị đề thứ hai ha, nhị đề hữu nhân. Thì ở đây là câu pháp số 3 số 4, nhị đề 2, câu pháp số 3 số 4. Hetuka thamma các pháp hữu nhân, hetuka thamma các pháp vô nhân. Thì chúng ta thấy là cái tên nhị đề ở đây là lấy theo cái câu pháp thứ nhất, cho nên tên của nó là nhị đề chiết bán. À, nhị đề chiết bán. Còn vô dư hay hữu dư thì chúng ta tính chi pháp xong thì chúng ta mới có nó được. Các pháp hữu nhân, bây giờ chúng ta tìm ra các pháp nào nó hữu nhân, xem ra các pháp nào nó hữu nhân, có gì hữu nhân, các tâm nào hữu nhân, tìm thấy là các tâm nào hữu nhân. Dạ thưa sư, 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện là hữu nhân. Rồi còn cái gì nữa? 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo, tức là mình có gì kể chi tiết thôi. Dạ, 24 tâm tịnh hảo, dục giới tịnh hảo. 24 tâm dục giới tịnh hảo. 27 tâm đáo đại. 27 tâm đáo đại. 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế, 91 tâm tịnh hảo. Rồi còn cái gì nữa? Tâm sở phối hợp. Các tâm sở phối hợp với 91 tâm. Dạ, 52. Dạ, 52. Có mấy bao nhiêu tâm sở phối hợp? Dạ, 52. Có 52 tâm sở phối hợp. Thì đây là các pháp hữu nhân. Các pháp hữu nhân, tức là mình có 12 tâm bất thiện. Mình có gọi là hữu nhân, tức là sao? Tức là có các nhân này, các tâm này nó có ba, ví dụ như là 12 tâm bất thiện thì nó có đó là ba nhân bất thiện. Rồi các tâm tình hảo thì nó có các nhân. Trong tâm tình hảo này thì nó có tâm thiện, tâm quả, tâm vô ký hay là tâm quả và tâm tố mà hữu nhân. Thì nếu mình ta nói gọn lại thì nó là ba nhân thiện, còn nói chi tiết ra thì đó là ba nhân thiện và ba nhân vô ký, là vô tham, vô sân, vô si. Còn các tâm sở này, tại vì nó phối hợp với các tâm này, các tâm này thì nó là hữu nhân. Giờ khi mà chúng ta tìm được các pháp mà nó hữu nhân rồi á, thì chúng ta tìm được chi pháp không? Chi pháp nó là gì? Các pháp hữu nhân nó là gì? Chi pháp của các pháp hữu nhân là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Rồi gì nữa? 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo. Và 52 tâm sở họ phối hợp. 52 tâm sở. Trừ si, tâm sở si, trung tâm si. Thì nó là 52 tâm sở. Nhưng mà nó chỉ ngoài trừ một trường hợp. Ngoài trường hợp đó là trừ tâm sở si. Trong tâm si. Là vì tâm sở si trong tâm si á, nó không có nhân nào nữa. Nó chỉ có một mình nó. Còn cái tâm sở si mà nó nằm trong tâm tham á, thì nó có cái nhân tham. Tâm sở si nó trong cái tâm sân á, thì nó có cái nhân sân, gọi là hữu nhân. Thì đó là các pháp hữu nhân. Các pháp hữu nhân. Giờ khi mà mình tìm được các pháp hữu nhân thì mình sẽ biết đó là các pháp vô nhân. Các pháp vô nhân tức là nó không có sáu nhân tương ứng đó. Sáu nhân, không có sáu nhân tương ứng đó. Bây giờ mình có các pháp nào? Các pháp vô nhân. 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Có niết bàn. Niết bàn. 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Và sở hữu si trong tâm si. Sở hữu si trong tâm si. Rồi gì nữa? Là 12 sở hữu tợ tha. 12 sở hữu tợ tha. Trường si. Thực ra là cái các pháp vô nhân ở đây á, mình kể nó là 18 tâm vô nhân.
12 tâm sở đồng sanh. Đúng là cái này là 13 chứ hả? À, không, 12 tâm sở. 12 tâm sở đồng sanh. Tại ở đây nó tâm vô nhanh thì nó bỏ dục. Rồi 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Đó là các pháp vô nhanh. Nhưng mình kể chi pháp thì nó chi tiết hơn. Là chi pháp thì mình có thêm gì? Niết bàn. Ồ, hồi nãy mình còn thiếu niết bàn hả? Niết bàn là 18 sắc pháp. 28 sắc pháp và niết bàn chứ, đúng là chỗ này mình còn có thêm cái phần này nữa chứ. Cái này thiếu nè. Xíu sở hữu si trong tâm si nữa sư. Lấy chi pháp thì trừ ra sao tại cái này? Cái chi pháp thì trừ ra sao? Nhưng mà cái niết bàn thì nó đã rõ. Phật ngài nói các pháp vô nhân ấy, chúng ta nói bao nhiêu đây là được. À, nhưng cái phần tính chi pháp á, à, tí là chính đi pháp thì nói thêm cái chi tiết cái phần sở hữu si. À, phần sở hữu si. Tức là có 18 tâm vô nhân. Rồi 12 tâm sở phối hợp. Rồi si tâm sở hay là tâm sở si trong tâm si. À. Rồi 28 sắc pháp là niết bàn. Thì đó là các pháp vô nhân. À, các pháp vô nhân. Pháp vô nhân. Như vậy thì về tên gọi thì sao? Về tên gọi của cô pháp này thì nó là sao? Dạ, đầu đề chiếc bán vô dư, nếu mà lấy hết là vô dư. À, cũng là vô dư. Tức là chiếc bán này lấy một cái tên của đầu đề để đặt tên. À, một câu pháp của đầu đề để đặt tên. Còn à, vô dư ở đây thì mình lấy hết chi pháp, tức là mình có gì, cái phần hữu nhân. Hữu nhân thì mình lấy gì? 113 tâm hữu nhân. 12 tâm bất thiện. Rồi 91 tâm tình hảo. Rồi 52 tâm sợ. À, 52 tâm sở là coi như là hết. Rồi phần vô nhân. Vô nhân thì mình lấy 18 tâm vô nhân. Rồi mình lấy 28 sắc pháp và niết bàn. Như vậy thì trong bốn pháp chân đế, tức là tâm sở, sắc pháp và niết bàn á, thì cái nhị đề này lấy hết. À, cho nên nó là vô dư. À, nó là vô dư. Thì à, đó là nhị đề thứ hai. À, nhị đề thứ hai thì cái phần này chủ yếu là chúng ta nắm được sáu nhân. À, nắm được sáu nhân, và sáu nhân đó nó có mặt ở trong tâm nào có mặt của sáu nhân đó. À, tâm nào có mặt của sáu nhân đó thì chúng ta liệt kê cái chi pháp đó ra. Rồi đó là cái câu pháp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ tâm và tâm sở ha. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là không có các nhân đó. À, không có các nhân đó. Nó ngoại trừ ở trong trường hợp đó là nhân si thôi. À, trong trường hợp nhân si trong tâm si. À, nó chỉ ngoại trừ trường hợp đó nó hơi khó một tí. Còn các trường hợp còn lại thì bình thường. À, các trường hợp còn lại bình thường. Tức là khi mà nó có mặt ở trong tâm nào và có các tâm sở khác cùng sanh khởi thì chúng ta lấy nguyên cái nhóm đó. À, lấy nguyên cái nhóm đó ra. Ở đây tại vì mình tính chung chung chứ thật ra đó là nếu mình tính chi tiết, thí dụ như là mình nói về 12 tâm bất thiện thì trong 12 tâm bất thiện đó thì mình kéo nó ra một nhóm riêng luôn. Tức là trong 12 tâm bất thiện đó thì trong 12 tâm bất thiện nó hữu nhân, tức là nó có ba nhân. Nhân đó là nhân tham, nhân sân, nhân si.
thì trong ba nhân 12 tâm bất thiện đó nó có bao nhiêu tâm sở đi cùng, ví dụ như là có 27 tâm sở đi cùng thì mình kéo nó ra một nhóm riêng. Rồi cái nhóm thứ hai đó là nhóm dục giới tình hảo. Dục giới tình hảo tức là mình có 24 tâm dục giới tình hảo, thì trong 24 tâm dục giới tình hảo đó mình xem coi nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp được với nó. Thì chúng ta thấy là trong 24 tâm dục giới tình hảo đó nó sẽ có, nó là 10, nó có 30, 13 với 25 thì nó có 38. Cái đó là mình nói tổng quát thôi chứ thật ra là nó không sanh đủ như vậy, nhưng mà mình nói tổng quát nó như vậy đi, tức là có 24 tâm dục giới tình hảo cùng với 38 tâm sở, nó có ba nhân, mà kiểu trong ba nhân đó mình phân nó ra đó là thiện và vô ký. Nhưng mà nó chỉ là ba nhân, chỉ là ba nhân. Rồi cái nhóm thứ ba đó là nếu mình gặp lại thiện, gom lại thiện sắc giới với thiện vô sắc giới thành một nhóm thì nó là 27 tâm, 15 với 12 là 27 tâm ráo đại. Thì trong 27 tâm ráo đại đó chúng ta tìm cái nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Thì ở trong tâm thiền thì mình bỏ gì? Trong tâm thiền thì mình bỏ ra ba giới phần. Chỉ bỏ ra ba giới phần thôi. Thì nó còn lại đó là 35 tâm sở. 35 tâm sở phối hợp. Thì những cái nhóm đó nó có ba nhân. Nếu nói tổng quát thì nó có ba nhân. Chia ra thì nó có là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Mình gom nó ra một nhóm. Rồi tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì mình có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Ở trong tâm siêu thế thì mình bỏ ra hai tâm vô lượng phần, đó là bi và tùy hỷ. Bỏ ra bi và tùy hỷ thì nó còn lại đó là 36 tâm sở. 36 tâm sở phối hợp. Thì 40 tâm siêu thế với 36 tâm sở này nó cũng có ba nhân. Còn nếu mình chia ra đó là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Là chúng ta phải cái bài học đó là người ta nói tổng quát như vậy, nhưng mà để mình hiểu chi tiết từng bài, từng phần thì chúng ta phải tách nó ra như vậy. Rồi nếu mà mình có thể được tách nhỏ thêm nữa, cái phần nãy là mình còn tách theo nhóm, tức là tách theo nhóm thiện, nhóm dục giới tình hảo, nhóm đao đại và nhóm siêu thế. Thì mình có thể tách nó ra, ví dụ như là trong 12 tâm bất thiện thì 8 tâm tham đó nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp và nó có bao nhiêu nhân. Rồi 2 tâm sân nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp, trong đó nó có mấy nhân. Hai tâm si nó có bao nhiêu tâm phối hợp và nó có mấy nhân. Rồi tương tự đối với 24 tâm dục giới tình hảo thì mình xem cái trong tâm thiện đó nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp và có mấy nhân. Tâm thiện hợp trí, tâm thiện ly trí. Rồi tương tự đối với tâm quả và tâm tố dục giới tình hảo. Rồi mình mới đi đến cái phần còn đáo đại thì nó giống nhau, tâm quả với tâm tố, tâm thiện, tâm quả, tâm tố thì số lượng tâm sở nó phối hợp giống nhau. Số lượng tâm sở nó phối hợp giống nhau. Ở tâm nhân nó cũng giống nhau. Nhân nó cũng giống nhau. Rồi ở tâm siêu thế thì cũng vậy. Tâm siêu thế thì tâm đạo, tâm quả thì số lượng tâm sở nó cũng phối hợp giống nhau. Ba nhân nó cũng giống nhau, nó không có thay đổi cái phần đó thì chúng ta có thể tính tổng quát nó được. Cái phần cần tính chi tiết đó là phần 12 tâm bất thiện và 24 tâm dục giới tình hảo. Mình tính nó ra từng phần, rồi mình tính ra từng tâm, mỗi một tâm nó có bao nhiêu tâm phối hợp và nó có nhân gì trong các tâm đó. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta phân tích được hết ra các trường hợp đó là coi như chúng ta thông về phần nhân này. Còn giá đây vẫn là phần tổng quát, nhưng mà nếu mình hiểu là mình phải phân ra từng trường hợp nhỏ như vậy. Từng trường hợp như vậy ta học ở đây thì nhiều khi mình không thực tập bài tập được,
Mình không thực tập bài tập được. Nếu mình thực tập bài tập được thì mình sẽ cho những câu hỏi đó. Những câu hỏi đó thì bắt buộc là mình phải hiểu mình mới làm được. Hiểu chi tiết thì mới làm được. Còn không là nếu mà dù nói tổng quá thì mình thấy mình hiểu hết, nhưng mà đến khi phân chi tiết thì khi mình làm không được. Em làm không được. Thì thôi bữa nay mình tạm bao nhiêu đây ha, hai đề. Rồi kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp phần nhị đề, phần tụ nhân còn lại, tức là mình còn bốn nhị đề nữa. Rồi xin mời lớp nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về nhị đề Recording nhân và nhị đề hữu nhân. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha cha phumma tha di wa na ga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakhan tu sa sanang Akasatha cha phumma tha di wa na ga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakhan tu no garu Akasatha cha phumma tha di wa na ga mahitika Bồn nhang no ano mo đang tu chi răng ra khan tu nha ta vô. Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ka. Bồn nhang no ano mo đang tu chi răng ra khan tu pa ni no. Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ka. Bồn nhang no ano mo đang tu chi răng ra khan tu no sa da. Idang watano bunyang asawa kaya wahang ho tuana gate kale. Sa thú, sa thú. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ mạnh khỏe và an vui ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Con kính chương sư buổi học hôm nay ạ. Rồi xin mời lớp nghỉ ha.